Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Vụ nghệ sĩ ưu tú Kim Cương kiện Thúy Nga Paris, nghệ sĩ Hương Lan nói gì? Vừa qua điện thoại từ nhà riêng ở Mỹ, nghệ sĩ Hương Lan, nhân vật mấu chốt trong vụ nghệ sĩ ưu tú Kim Cương kiện Thúy Nga Paris, đã trả lời phóng viên Thanh Niên, chị nói: "Tôi vừa biết được chuyện lần nào quanh lá sầu riêng từ ngày hôm qua, tức rất ngỡ ngàng. Điện thoại di động của tôi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Việt Nam nhưng tôi không biết ai để gọi lại. Tôi đang viết một lá thư dài để gửi đến cô Kim Cương, một người mà tôi rất kính mến. Những ngày này chị rất bận vì phải tập dượt chuẩn bị cho chương trình 25 năm Thúy Nga Paris. Đây cũng là một trong những lý do khiến chị bị nhỡ nhiều cuộc gọi." Hương Lan kể, ngày xưa tôi có đóng vai bé Sang trong vở kịch Lá Sầu Riêng do cô Kim Cương diễn vai Diệu. Sau đó tại đoàn Thanh Minh, Thanh Nga, tôi đóng vai vợ sắp cưới của Sang và cô Thanh Nga vào vai Diệu. Đây là vợ cải lương do Hà Triều, Hoa Phượng chuyển thể. Cách đây 2 năm, chị Thúy Uyển tổ chức và hát tuồng Lá Sầu Riêng của Hà Triều, Hoa Phượng mà đoàn Thanh Minh, Thanh Nga diễn ngày xưa, tôi cũng có đóng trong vở này. Sau đó tôi và Thúy Uyển cùng hợp tác để dựng lại Lá Sầu Riêng. Tôi là người lo thực hiện, Thúy Uyển lo sân khấu, đạo diễn do cô Phượng Liên. Vợ tuồng quay xong tôi nhờ trung tâm Thúy Nga phát hành. Hương Lan nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu nói, thật sự là tôi không nhớ vợ kịch của tác giả nào, chỉ biết là khi hát ở đoàn cải lương Thanh Minh, Thanh Nga, vợ này của Hà Triều, Hoa Phượng. Hơn 10 năm trước, hình như khoảng năm 1994, tại rạp Hưng Đạo, chú Hà Triều đã đưa tận tay vợ Lá Sầu Riêng cho tôi. Tôi còn nhớ lúc đó tôi hỏi chú, con đưa tiền tuồng cho chú bao nhiêu? Chú Hà Triều trả lời, khi nào hát xong con muốn đưa chú bao nhiêu cũng được. Mày là con cháu, chú không thích tình với mày. Bây giờ để xảy ra chuyện này tôi đang suy nghĩ, không biết phải nói làm sao, phải trình bày thế nào với cô Kim Cương để cô hiểu đây. Hương Lan phân trần. Chị nói tiếp, trước ngày quay vợ này tôi có về hát cho một chương trình của cô Kim Cương. Tôi còn nói với cô rằng tôi thích vợ Lá Sầu Riêng lắm và con sẽ cố gắng dựng vợ này được không cô? Cô nói, cái gì chứ con muốn là được mà. Nhưng có lẽ lúc đó cô bận lo tổ chức nên bây giờ cô quên rồi. Tôi hỏi cô vì định quay xong sẽ mang về khoe với cô, chứ tôi không hề biết cô là tác giả ban đầu. Hương Lan giải thích thêm, dù thỉnh thoảng có về Việt Nam, nhưng vì thời gian không có nhiều nên chị đã quên mang đĩa Lá Sầu Riêng cho nghệ sĩ Kim Cương xem. Đúng ra tôi phải là người khoe đĩa này với cô, biết đâu khi phát hiện sự nhầm lẫn tác giả, cô sẽ thương rồi chị dạy thêm những khiếm khuyết của vợ tuồng, chứ không giận như bây giờ. Nhưng nay thì sự việc đã trở nên quá trầm trọng. Giọng chị trầm xuống hẳn, giá như khi biết sự cố này cô gọi một tiếng cho tôi thì mọi việc dễ dàng giải tỏa trên thân tình lâu nay giữa tôi với cô. Còn nay tình hình đã quá căng thẳng, dù mọi người bên này có khuyên tôi nên gọi điện về cho cô để giải bày, nhưng tôi nghĩ qua điện thoại, khi đã có hiểu lầm khá gay gắt như vậy thì khó mà trò chuyện, khó tìm được sự cảm thông. Thế nên Hương Lan cho biết sẽ gửi thư về cho nghệ sĩ Kim Cương để trần tình sự việc xảy ra. Mong là cô sẽ bớt giận và hiểu tôi hơn. Tôi mong sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ nếu cô Kim Cương cho rằng tôi đóng vai trò không đúng như ý của cô. Thật sự tôi rất buồn và tiếc vì khi tôi đọc được chuyện này trên báo chí thì đã quá trễ rồi. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.